Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về được có hai cặp súp kép Montebello với sản phẩm súp Montebello thương hiệu của Anh Quốc này, thì nó cấu hình nó rất chi là khủng nha các bác nhé. Với độ đẹp của nó thì quá đẹp rồi. Với những sản phẩm bên em lựa chọn là súp hàng bãi mà nó được đẹp như này thì nó rất hiếm. Bởi vì những quả súp này nó nặng lên đến 80 kg. Cái vận chuyển lưng lưu những sản phẩm súp này về đến Việt Nam thì mà nó được đẹp như này thì nó rất chi là hiếm nha các bác nhé. Với dòng súp này cấu hình nó rất khủng nhá. Và trong 4 quả này thì rất chi là đẹp. Và bên em về trong cả lô này thì nó về được chục cặp nhá. Như hiện tại mới về được có 4 quả này thôi. Với những sản phẩm nó đẹp đồng đều như này là nó rất chỉ là hiếm nhá các bác nhá. Các bác có thể chiêm ngưỡng trên video này, trên màn hình này. Nó rất chỉ là đẹp này. Đấy, nguyên chất bãi nhá. Với những lớp sắt từ vẫn còn óng ánh 7 màu này. Các bác có thể xem phản quang dưới bóng điện này. Đấy, em quay này. Đấy, nó quá đẹp rồi. Và thương hiệu logo của nó là súp Montebello. Quá đẹp. Với dòng này thì nó là từ 220 này. Từ 220 chạy côn 100. Họ làm rất chìa thoáng nhá, tận dụng cái lực từ nó rất chi là dày nhá. Các bác có thể xem này. Cái lớp sắt từ, những dòng súp nào mà cái lớp sắt từ nó dày thì cái độ côn và cái lực từ của nó là cực khỏe, nên các bác đánh nó rất chi là chắc tiếng và độ bền của côn độ bền nó, lực từ nó nhiều và độ khỏe của nó thì độ bền côn nó thì siêu bền rồi. Với dòng này thì nó chạy côn 100 đây, em sẽ nghiêng lên để các bác được chiêm ngưỡng này. Đấy, chạy côn 100. Dâu tai vẫn rất chi chắc chắn. Dâu bạc nhá, dâu màu bạc này thì độ bền của nó thì dâu chịu nhiệt, độ bền nó rất chi là cao. Và về cái thùng của nó là thùng thiết kế riêng từng khoang một nhá, độc lập luôn. Đấy, các bác có thể xem cái dây dẫn của nó phải khoan lỗ mới xuyên được sang bên kia. Bông tiêu âm vẫn còn trắng tinh này, rất chi là trắng nhá, quá chất lượng. Đấy, các bác hãy lưu ý về cái lớp sắt từ nhé. Lớp sắt từ mặt trên của nó là tận dụng cái lực từ của nó là cực khỏe, cực dày luôn. Quá đẹp rồi. Xương của hãng này họ làm là tỏa nhiệt nhé. Tỏa nhiệt khi các bác có thể đánh dao động nhé. Cái lực dao động mà nó cũng làm mát được cả côn luôn. Này, nó đánh nó tạo âm nó thoáng. Thoáng cả từ bên trong này. Trong lỗ khoan các lỗ này và lỗ hốc đít này rất chi là to nhé, không bị tức khí khi lực dao động mạnh. Hãng họ tính toán rất chi là chuẩn và đường bên củ từ này, mặt từ này nó cũng được phay rõ, các bác có thể xoay nhìn thấy côn luôn, rất chi là chắc chắn và đẹp đẽ nhé. Với những sản phẩm bên em lựa chọn thì nó luôn luôn đẹp rồi, phải hàng tuyển bên em mới nhập. Đúng là trong lô này chỉ có chục cặp thôi. Những bác nào mà dục sự kiện hay chơi gia đình phòng khách rộng thì các bác chơi những quả súp này thì quá tuyệt vời, chất âm nó quá hay.